Cây máy cặp bến luôn các bạn ơi, chiếc phà đang ủi máy vô nha. Ở chỗ đó vậy có cây nọc các bạn ơi, đâm vô rồi. Mấy anh ủi phà đang ủi cái máy gần vô các bạn. Thì chiếc phà này đang chở một cây máy kéo và một cây Kubota DC-70 các bạn. Ủi rất là mạnh luôn. Ở đây thì cái bến này các bạn ơi, cái bến này có cây nằm ở trong cát mé nè, ủi vô rồi chưa được nữa. Máy lùi gà lấy chén này ủi xà vô nè. Không vô được bạn ơi. Đập rồi. Có cây gì vậy? Đây là mình quay cái máy kéo này chạy thì dữ luôn à. Lên dốc tốc độ luôn rồi. Cố gắng dẹt cái đường để kiếm chỗ lên các bạn ơi. Máy này thì hiện tại nãy giờ chưa có chỗ lên các bạn. Đây, cái phà nó nhỏ hơn máy 105 nên lên không được nè. Nãy máy 105 lên được các bạn. Này, chỗ này cao dữ nghe lên nè.
rồi cây 105 này sẽ xuống chiếc phà dưới đây các bạn ơi. Thank you.